Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày thứ năm, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023 Và trong clip này chúng ta lại tiếp tục câu chuyện về giáo dục Với với, với các thời có thể nói rằng là Trường Long Quân và ông Linh Quang Dũng Chúng ta sẽ thấy rằng ông trả lời thế nào Xin thưa các bác, tôi xin bình luận cái phần trả lời này của ông Dũng và để thấy rằng là gần như trong giáo dục mà có một con người như ông thì thật sự nó là một cái mối họa cho giáo dục Việt Nam chứ không phải là đơn giản. Mong các bác cái tích cực, tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là một cái bài hôm trước và trên VTC News thì họ đã liên hệ trực tiếp với cả vị hiệu trưởng đã gây chấn động cộng đồng mạng với cái việc rằng là từ chối công tác giáo dục đối với một em học sinh và và rất nhiều ý kiến xung quanh cái việc này ý kiến của tôi thì rõ rồi và hôm nay thì có một bác có gửi cho tôi về cái phát biểu của ông Dũng và chúng ta sẽ xem xem là ông đã phát biểu thế nào sau so cái sự kiện như thế này mới đây thì thông báo trường đại công quân á thì đây là cái thông báo mà các bác có thể thấy một phụ huynh để ý kiến trong nhóm Zalo về thực hiện thu chi của nhà trường. Vì vậy trường mời phụ huynh đến để làm việc. Đó. Và ở đây này, cũng theo thông báo này thì nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh để nghe giải thích về nội dung tin nhắn nhưng không nhận được sự hợp tác. Ngày 7 tháng 9 thì trường đề cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của ban giám hiệu nhưng đến nay thì phụ huynh vẫn chưa đến làm việc. Do đó ngày 25 tháng 9 thì nhà trường tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh. Và sau thời gian trên, nếu ông không nên làm việc thì nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh. Thì thông báo của trường nêu và ảnh chụp thì có cái dấu đỏ và và xin thưa với cả là cái chữ ký của hiệu trưởng là ông Đinh Quang Dũng. Về việc này thì ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lạc Long Quân chỉ cho biết là mời phụ huynh làm việc không phải về nội dung liên quan tới chuyện thu chi mà vì phụ huynh trong lớp đã có tin nhắn với nội dung là xúc phạm danh dự của nhà trường đó xúc phạm danh dự của nhà trường và phụ huynh gửi ông nói cụ thể thế này phụ huynh gửi con vào một môi trường mà phụ huynh nói là không trung thực gửi con vào mà không biết sau này con sẽ làm gì như vậy đương nhiên chúng tôi phải mời lên làm việc để làm rõ ông Dũng nói đó ông trả lời câu hỏi như thế này đó và trước câu hỏi là căn cứ và trường hợp có quyền từ chối hay không À, ông Dũng cho biết rằng là trường trung học phổ thông lạc quân quân là trường ngoài công lập và có nội quy, quy chế, quy trình phản ánh của phụ huynh, giáo viên và nhân viên. Đó. Và ông Dũng giải thích thêm thế này, trong công tác giáo dục thì học sinh kể cả các văn bản của bộ giáo dục và đào tạo thì cần việc phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, gửi con tới nhà trường, trường mời lên nhưng phụ huynh không lên, giáo viên chủ nhiệm về tận nhà mời, họ cũng không lên, không có sự hợp tác trong công việc giáo dục thì làm sao nhà trường có thể làm được. Phụ huynh lúc nào cũng đòi hỏi nhà trường thế này thế kia trong khi phụ huynh không tôn trọng nhà trường. Chúng tôi muốn mời lên làm việc mà để phụ huynh có ý kiến thì tại sao lại nhắn như thế ở trong nhóm lớp? Chúng tôi chỉ cần sự giải thích của phụ huynh. Ông Dũng cho hay thì nhà trường có quy trình từng bước chứ không phải mời một lần và phụ huynh không lên thì sẽ cho không lên thì sẽ cho học sinh là dừng học ngay. Đó. Chúng tôi làm giáo dục như phụ huynh cứ thế thì làm sao làm được? Điều gì cũng muốn con mình tốt nhất nhưng khi nhà trường mời lên trao đổi thì như thế. Thế thì đây là câu trả lời của ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng của trường Lạc Long Quân. Ông viện vào rằng là, thứ nhất ông viện vào rằng là trường mình là trí do là trường tư, cho nên là ngoài công lập, cho nên là ông 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 có quyền là cho học sinh thôi học. <laughs> Xin thưa với các bác thế này này, ông hình như là phải đi học lại, đến cái tầm hiệu trưởng rồi, làm trong ngành giáo dục mà ông không đọc lại luật. Ông mới đọc lại luật giáo dục để ông thấy rằng là, chỉ được cho phép học sinh, học sinh nhé nghỉ học, yeah, nghỉ học trong mấy cái trường hợp cụ thể. trường hợp thứ nhất là vi phạm kỷ luật và nặng thì lần đầu là phải đi học một tuần và sau đó là tái phạm vân vân rồi là phạm những lỗi nặng nữa về hình sự thì lúc đó mới cho nghỉ học. trường hợp thứ hai thì đó là cái việc nộp học phí. nếu như mà phụ huynh vẫn nộp học phí thì ông không có quyền cho người ta dừng học. đấy là chúng ta có thể thấy đấy là trường hợp hai trường hợp duy nhất thôi ông không hiểu cái điều này bởi vì ông là trường công hay trường tư thì đều phải hoạt động theo luật giáo dục có lẽ ông đinh quang dũng phải về nhà học lại đấy là cái mà xin thưa rằng ông không có quyền để mà đuổi học sinh đó. học sinh đâu có tội tình gì và đây là phúc lợi xã hội đúng không ạ đấy là cái thứ nhất để nói cho ông đinh quang dũng biết cái điều đó nếu mà để cho ông phùng xuân nhạ này trả lời thì hay hơn vì chắc ông làm quản lý thì ông hiểu rõ cái điều đó Đúng không? cái thứ hai nữa là học nghĩa là cái nội dung này là ở trong nhóm riêng của lớp 12 a 3 tôi không rõ bằng cách nào đó mà ông hiệu trưởng ông biết được ông biết được cái nhóm này đó cái nhóm này dành riêng cho lớp 12 a ba và có chi hội trưởng là hàn hoi này, nhá và tôi không hiểu sao ông dũng lại biết được cái cái tin nhắn ở trong đó bởi vì nó là chuyện nội bộ đúng không ạ chuyện nội bộ Chứ không phải là cái chuyện mà trường có quyền can thiệp vào. Trường không có quyền quan thiệp vào và bất cứ cái trao đổi hay thứ gì đó trong hội phụ huynh. Và cái câu chuyện này là của phụ huynh học sinh nói với chi hội trưởng, chứ không phải là nói với ông. Đúng không ạ? Cái thứ nữa, ấy, rằng là nếu ông muốn làm việc thì ông phải làm việc với chi hội trưởng, hội phụ huynh, chứ không phải làm việc với cá nhân. Và kể cả ông muốn làm việc với cá nhân, ông mời lên thì không có nghĩa là người ta nghề đến không công nghĩa là người ta phải lên bây giờ phụ học sinh làm một cái công văn mời ông hiệu trưởng xuống nhà ông lại làm việc thì ông có lên không ông có quyền chọn lựa đến hay không đến ngay cả cơ quan công an mời thì có quyền đến hay không đến đó là việc của người ta còn tất cả nó phải theo luật định đúng không ạ trên là luật từ dưới mới là quy định chứ không phải ông lấy quy định của của ông để mà ngược lại rằng là phá luật đi đã gọi rằng là trả lẽ là phép vua thì thuê lệ thua lệ làng đấy là chỗ đó ông đã hiểu sai hoàn toàn chỗ này rồi và tôi bản thân tôi ấy, khi đọc cái tin nhắn này đó thì tôi cũng chẳng thấy có một cái gì đó sai trái cả ông nó nói lên và rằng là đây là xúc phạm duy danh dự uy tín của nhà trường nhưng không phải bàn việc thu chi cái này thì giống như kiểu rằng là 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 là, là chỉ nói tích quả mà không nói tới nhân đó phải hiểu rằng khi họ bức xúc của nó như thế là liên quan đến việc thu chi của nhà trường thu chi của nhà trường không minh bạch thì đáng nhẽ nhà trường phải chứng minh một cách mang minh bạch thì thay vì đó ông lại gọi lên để tạo cái áp lực cho con cái cho chính bản thân phụ huynh đó và chi hội trưởng cũng đã nói rõ là bởi vì lên tiếng ở trong những cái cuộc họp với nhà trường mà nhà trường gây sức ép với cô giáo chủ nhiệm cũng như rằng không muốn làm cho ông làm chi hội trường trong cái lớp này hai ba nữa thế thì rõ ràng cái sai là của nhà trường uy tín thì nó không tự nhiên sinh ra nó không tự nhiên mất đi nó không phải bởi vì một người nói xấu mà nhà mà ông các ông mất đi cái cái uy tín của nhà trường mà nó thông qua cái cách hành xử của các ông đáng nhẽ các ông phải thấy rằng là 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 hoặc là cứ coi như là khách hàng thì khách hàng phàn nàn khách hàng mắng chửi thì các ông phải giải quyết chứ không phải là các ông lại mời người ta lên rồi cho dừng học như vậy đúng không có một cái điều tôi thấy rất lạ ở ở Việt Nam là một số cơ quan tổ chức ngay cả tư nhân trong khối công quyền hơi một tí bảo là xúc phạm và làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của họ thế nhưng họ bao giờ tự hỏi rằng là uy tín danh dự của họ như thế nào tại sao người ta bức xúc tại sao người ta mắng người ta chửi người ta mắng có oan không nếu không oan thì phải sửa chứ đúng không mà nếu không sửa người ta còn mắng người chửi người ta còn làm thơ làm văn người ta còn làm đến đến, đến nói đến làm phim làm phía các thứ nữa cho đến hết đời để con để cháu chứ không phải là chỉ bây giờ đúng không ạ hàng trăm năm sau hàng nghìn năm sau thế cho nên ấy, đáng nhẽ các ông phải tự xem lại chính mình thì họ lại đổ cho khách quan và đổ rằng là à bởi vì mày nói xấu tao cho nên là mày phải bị xử lý nó phải bị xử lý cái cách tư tưởng tư duy thế này nó là một cách tư duy cửa quyền và nó gọi rằng bác hồ ngày xưa đã gọi rằng là lên mặt quan cách mạng đó và nhiều công ty thậm chí rằng là thay vì xử lý những cái comment hay rằng là cùng lắm là sẽ gọi rằng là tranh luận với khách hàng ra tòa để mà có một cái đơn vị khách quan phán xét. Thì họ lại muốn những cái thủ mình vào tù. Câu chuyện câu, câu TV là một chuyện, câu chuyện về bên phía của Tân Hiệp Phát là một chuyện. Đó, muốn bỏ tù chứ không phải là muốn tranh luận cho ra ngu ra khoai. Bởi vì các bác tưởng tượng rằng là ông hoàn toàn đàng hoàng có thể là công khai minh bạch hóa các khoản thu chi của nhà trường đó. và khi không minh bạch thì đương nhiên rằng là phụ huynh có ý kiến họ ý kiến thì vị hiệu trưởng về tâm sự với trong nhóm của mình để mà mọi người giới thiệu người khác thì ông này cũng không đồng ý và rõ ràng đấy là câu chuyện mà cái vị hiệu trưởng đó ông Đinh Quang Dũng phải suy nghĩ chứ không phải ông làm với cái quả như thế này sai hoàn toàn rồi còn cái cố thì tôi nói thật với ông rằng là ông tự hỏi là cái đạo đức với cái liêm sỉ của mình trong ngành giáo dục một con người như ông Đinh Quang Dũng có lẽ không nên công tác trong ngành giáo dục và nên cấm vinh viễn thậm chí rằng là phải nghiên cứu để mà xử lý các khoản thu chi trong đó xem bậc mới hay không và nếu như mà ấy được thì phải, thì phải cấm vinh viễn ông hoạt động trong ngành giáo dục đó, chứ không phải là ngồi đó để mà cũng cùng đổ lỗi cho phụ huynh học sinh đúng không ạ cho nên ấy, cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là cái văn hóa đó là cái văn hóa hách dịch cử quyền của những người có quyền đó, của những người có quyền vị hiệu trưởng nó như thế đúng không rồi thì hỏi chúng ta đi Nó thấy rất nhiều vị nó như thế vậy thì văn hóa này có không sửa có cần đến 350 000, .000 tỷ không? không tôi nghĩ rằng là bên hà nội huyện sóc sơn cộng với cộng ban nhân thành phố hà nội phải xem lại ngôi trường này xem lại ngôi trường này xem lại tư cách của của vị hiệu trưởng này đúng không ạ và nếu mà thanh tra làm rõ vân vân mà có khoản thu chi bất minh thì thậm chí có thể là hình sự hóa mấy cái việc đó chứ không phải đơn giản một cái có thể nói rằng là vô cùng phản giáo dục đó điều tâm sự tôi với các bác mọi người cảm ơn các bác chúc các bác một ngày tốt lành